sáng sớm 5:30 là tụi mình bắt đầu khởi hành đi Cà Mau để giao một cây đàn piano điện. Té 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 té. 5:40 dậy. Giờ 5:30 đi. Anh Thành làm tài xế. Anh Thành nói lâu lắm mới cơ hội để dậy sớm như thế này. Toàn là chưa chờ mới chịu dậy. Đang ở đại lộ Đông Tây. Ngôi chùa đẹp quá, chưa xây xong. Này cũng dừng xây dựng. Con vô coi được không chú? Chùa đẹp quá, con vô coi được không chú? Hồi đó anh đi Campuchia à, mà cái chùa này còn cái bự hơn đã cả lắm. Ngầu chứ là vô luôn và các hoa văn các sư mà mất đó à, là họ để luôn ngồi trong cái ghế này. Để mà đến được đây là được. Thấy vậy, ổn định. Ác vậy. Qua cái cầu gì ác vậy. Ê, 2,5 tấn. Qua được anh Hoàng. 2,5 tấn à? Đúng rồi. Xe mình là 2 tấn cộng với cái đàn 5 kg chắc được. Ờ. Ai, giờ. Kinh thật chứ. Chưa được cái xe đấy. Hỏi anh có chắc không? Không nào qua chưa? Lên. Lên đi anh, sợ gì? Vâng. Cà Mau đi ạ. Sao
có lấy cái táp lô đấy. Ông quay nhìn kìa. Đây trái. Quay thì nó quay. Mọi miền tổ quốc. Xin toàn quốc. Ủa ôi. Quay luôn hả? Hai chữ. Nguyên chị. Ở đây đã quá. Ở đây mà. Bánh mật nguyên chất của mình chị. Cơ sở nghiện ma túy. Cẩn thận đục bánh bên này. Giao đàn xong rồi giờ đi mua mít. Nhưng mà anh đi đâu? Hả? À, ngon thì mua. Đây. Chắc các bạn hôm nay hai anh em mình đi giao đàn từ Sài Gòn tới Cà Mau. Giao xong rồi, giờ về Sài Gòn lại thôi. Đi khoảng độ 8 tiếng á. Lái xe khoảng 8 tiếng, hai anh em chia nhau ra lại. Các bạn mua ủng hộ đàn với Hoàng nha. Để Hoàng sẽ giao tận nhà cho. Dễ thương lắm.